rồi. Sao không có ai ở nhà thế này? Cửa thì vẫn mở mà lại không có ai ở nhà cả thôi. Không biết đi đâu rồi. Có cái gì này? Wow, một chiếc xe. Bạn Trang mà cũng chơi đồ chơi xe này á. Xe này là xe tải đây này. Không phải, đây là xe bồn. Nó có cái thùng đây này. Xe bồn á? Không phải xe bồn. Xe bồn là cái thùng nó dài dài, nó chở xăng mới chở nước cơ. Xe này là xe, à, xe trộn bê tông. Ồ, hay đấy. Anh Nhím ơi, đang không có chị Trang ở nhà. Hay anh với em hay chở xe trộn bê tông đi. Chơi. Bỏ xe nha, anh không động vào đâu nha. Em Cam làm hỏng xe của bạn Trang rồi. Em lăn thế nào mà vừa lăn xong mà. Ôi trời ơi, hai cái bánh xe này nó rụng rời ra mất rồi. Ôi Cam ơi, chị Trang mà về phát hiện ra hỏng á là chị Trang mắc đền đấy. Oh no. Thôi, anh lăn giả lại em đây. Ôi trời ơi. Trong cái bồn trộn bê tông này. Anh tưởng cái này là viên bê tông chứ. Ăn ngon ngọt đúng là kẹo rồi, không phải là bê tông. Nhanh 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 nhanh. Nhiều màu thế. Màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Ủa em có màu gì? Nào. Kiểu này của chị Trang đấy. Chắc gì chị Trang đã biết là trong cái xe trộn bê tông này nó có kẹo đúng không. Anh với em cứ chia nhau ăn đi. Trang về lúc nào đây? Bọn tớ ngồi đợi cậu Mai đây. Ui, đợi tớ á. Nhưng mà hai cậu sao lại ngồi ở dưới xa nhà làm gì? Vừa lúc nãy tớ ra cái siêu thị gần nhà đang giảm giá khuyến mại, bao nhiêu đồ hay ho luôn. Ồ, thế nhưng mà cái xe trộn bê tông của tớ vừa để ở đây đâu nhỉ? À, xe trộn bê tông nha. Cái này không, nhưng mà cái này cậu có để cái gì ấy. Tớ đi, em Cam vừa mới chơi xong một tí mà nó rụng hết cả ra rồi đây này. Thôi tớ chỉ chơi nữa, tớ đi về. Ơ, sao hai anh em nhà cậu về nhanh thế? Ôi không, em của mình, anh em Cam. Nhanh. Định chạy trốn à? Chết rồi, cửa đóng lại thôi. Thế nào bây giờ, bọn mình không về nữa rồi. Sao tự nhiên, nó lại đóng cửa lại thế này. Anh nhìn mày, cậu đi đâu mà vội mà vàng thế? Đi lên nhà tớ một lát đã. Ui, chị đang đi anh nhìn mày. Chưa về được ngay đâu. Anh thấy không ổn rồi Trang ơi. Bọn mình không về được rồi. Chắc phải lên một tí thôi. Trang ơi, sao cậu lại đóng cửa vào, không cho hai anh em tớ đi về đi? À, cậu định bắt đền là bọn tớ làm hỏng đồ chơi này á? Được rồi, cái này lắp ghép dễ mà, để tớ lắp vào cho. Gì chứ, cái này thì đơn giản thế em Cam nhỉ? Đây, thế là xong rồi. Đây, bọn tớ giả cậu nha, còn Nguyên nha. Con, giả tớ đi. Đúng rồi đây, bọn tớ đến đây có mỗi cái xe này thôi, ngồi chơi. Bây giờ tớ giả cậu cái xe này là được rồi, còn gì nữa. Bọn tớ có lấy cái gì đâu, có lấy không, không em Cam. Đây, chả lấy gì cả. Không lấy cái gì á? Thì cái kẹo ở trong cái bồn trộn bê tông này của tớ đâu mất hết rồi. Tớ biết ngay mà, bạn Nhím lấy hết số kẹo ở trong cái bồn này của tớ. Dạ tớ đây. À, cái mà mấy cái viên màu sắc ở trong cái bồn này cái gì? Đúng rồi. Lúc đấy em Cam làm hỏng đồ chơi, thế nào nó tung ra. Bọn tớ cứ không biết là cái kẹo nhỉ em Cam nhỉ. Sau đó bọn tớ phải thử xem nó là cái gì ấy. Thế nhưng mà thử một lúc thì em Cam thử hết rồi. Này, cậu đừng có nói thế.
kẹo này á, ở bên trong cái bồn của tớ á, có mười mấy viên ấy, chứ không phải chỉ có một hai viên đâu mà ăn thử lại hết được. Chắc chắn là hai em nhà cậu đã có ý đồ từ trước, đó là lấy trộm kẹo của tớ. Cái xe kẹo này là tớ được bố tớ tặng đấy. Hai anh em nhà cậu á, không mua giả tớ là tớ sẽ không cho hai anh em nhà cậu đi về đâu. Trời ơi, tự nhiên lại em càng đi. Này ăn đi. Bây giờ lại phải đi mua giả bạn Trang đây này. Không biết là ở đâu nó có bán mấy cái xe đồ chơi mà bên trong này có kẹo như này không nữa cơ. Ở siêu thị gần nhà em Cam đấy, người ta đang khuyến mại bán bao nhiêu các cái hộp như thế luôn. Hai anh em nhà cậu mau mau đi mua giả tớ đi. A few moments later. Thì ra mấy cái hộp này là hộp kẹo chứ không phải là hộp đồ chơi. Đây bọn tớ mua rồi đây. Nhưng mà hình như là nó chưa lắp được ra cái xe này luôn đâu. Bây giờ phải lắp ghép cơ. Em không mua được một hộp khuyến mại nhà nha. Chưa lắp ghép á? Đúng rồi. Sao lúc đấy bố tớ mang về nó đã hình như thế này rồi nhỉ? Chắc là bố cậu lắp cho cậu rồi, chứ bình thường là nó không như thế đâu. À, thế thì cậu đưa đây để tớ thử mở ra xem nào. Có đúng không đấy? Phải đúng. Có cái hệt như thế này cơ. Tớ lên hỏi người ta đây này, đằng sau nó còn chở kẹo nữa này. Cậu thử bóc ra xem nào. Ồ, kẹo Candy Rush. Đây, bóc ở cái mạng đầu này. Đây này, ở đây người ta hướng dẫn lắp ở ghép xe ô tô đây này. À, đây là các cái bước lắp ghép đúng không? Bên trong này nó sẽ có một cái túi nhỏ như thế này. Nhưng mà màu khác, không phải màu xe của cậu. Đây là xe khác. Còn nữa đây này. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là mấy cái viên kẹo mà anh em mình vừa nãy ăn đây này. Đúng rồi. Đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viên đây này. Ai bảo cậu chỉ có 1, 2 viên. Nhưng mà cái xe này là xe gì nhỉ? Lắp thế nào vậy? Đâu, đưa đây tớ tớ xem nào. Bây giờ phải bóc ra đã. Cái xe này không phải là xe trộn bê tông. Xe nó phải có cái bồn như thế này mới gọi là xe trộn bê tông cơ. Thế còn cái xe này là xe gì trông kỳ lạ thật đó. Sao cái xe này trông nó kỳ lạ thật đấy. Xe này trông như kiểu là xe con ấy. Như kiểu xe mùi trần ấy cậu ơi. Đây này, đây là vô lăng này. Bốn cái bánh xe này. À đây này, mình sẽ vặn vặn ra là nó sẽ lấy được bốn cái bánh xe này ra. Đấy. Vào thành bánh xe đúng không? Đúng rồi. Đầu tiên mình sẽ lấy hết bánh ra đã này. Cái vô lăng này nữa này. Vô lăng này tí nữa lắp vào để đánh lái, đánh lái ấy. Hình như là còn phải cả cái này nữa này này. Cái này như kiểu là cái cờ ấy. Còn cái này là cái bánh xe, à cái trục bánh xe. Trục bánh xe à? Thế còn có cái thanh gì nữa kia kìa. Ở đâu? Đây này. Đây à? Kiểu như cái thanh ở bên trên cái thùng xe ấy. À đúng rồi, đúng rồi. Hay khả năng đây là một con xe kiểu dạng bán tải cậu ơi. Xe địa hình chuyên leo núi. Kiểu dạng thế. Sau khi đã bỏ hết ra rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào nhá. Để đầu tiên là lắp cái vô lăng vào đây trước này. Có vô lăng thì chiếc xe này mới hoạt động được. Cái này như kiểu là cái thùng ở phía sau đây này. Đúng rồi. Có đúng không nhỉ? Đúng 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 đúng. Sao nó to thế nhỉ? Lắp vào đây này. Lắp vào đây này. À đúng rồi, vừa khít luôn. Được rồi. Được rồi. Còn đây sẽ là những cái bánh xe này gắn vào đây. Ơ từ từ, cậu phải chiên vào trước ngay chứ. Không cần, ở đây nó lắp vào được. Ơ cái này nó hay dụng thế. Đây để lắp hết bánh xe vào đã, đây đây anh lắp cho. Xe bán tải leo núi. Không, cái đấy là bỏ đi, cái đấy không dùng đâu. Đấy. Còn cái cờ này. Cờ này tôi nghĩ là sẽ lắp ở một trong hai bên đây này. Đúng không nhỉ? Ô nhưng cái xe này không có gương hả cậu ơi? Đây, cứ từ từ đã để xem nào. Cờ sao nó lắp vào đâu nhỉ? À đây đây, cờ sẽ lắp vào đây. Đằng sau à? Đằng sau. Đấy. À, đây như kiểu một chiếc xe đua ấy cậu ạ. Ấn thật chặt xuống thì nó mới chắc chắn được. Đấy, nó phải tập một cái. Đây à? Ồ, cái xe này xấu hơn cái xe mà bố tớ mua luôn. Thế xe này trông ngầu hơn nhiều. Thế nhưng mà bây giờ vẫn có kẹo ở đây rồi. Kẹo này mình có thể bỏ lại vào cái xe trộn bê tông này này. Vừa lẫn là bỏ như thế nào? Cái hộp này nó mở được ra này. Bọn tớ lúc đấy là làm rơi cái này ra. Thế là nó văng kẹo ra. Sau đó mình đậy hộp lại vào. Đấy. Đấy, xe trộn bê tông này thì có kẹo. Còn xe này thì không có kẹo. Nhưng mà sao cái xe này tớ cảm giác như là nó cứ thiếu cái gì ấy cậu ơi. Đấy, còn mấy cái sticker này nữa cơ. À đúng rồi, chúng mình phải gắn vào đây, trông nó mới ngầu. Em Cam có biết gắn sticker không? Cho em Cam gắn đây. Ok, let's go. Phải biết đúng chỗ gắn nha. Để xem nào, cái đấy à. Đây, cái đấy gắn ở sau xe đây này. Biển số. Biển số đây này. Rồi, xe phải có biển số. Thì phải gắn ở phía sau. Rồi, gắn cho cân rồi nha. Xe mà muốn lưu hành ở ngoài đường ấy, đi được ngoài đường thì chúng mình phải có biển số. Nếu không có biển số này sẽ bị các chú công an bắt đó. Đấy, rồi, biển số một con cá này.
Thế còn cái này, à, xe này không phải là xe leo núi. Là xe gì? Đây là xe chuyên đi ở biển. Đây này, từ, cái đấy là dáng đâu? Xe kiểu dạng là để cho các du khách chụp ảnh ở biển ngoài biển à? Xe đi ở trên cát ấy, xe này chuyên đi ở trên cát để chở các du khách. À, leo cát, xe leo cát. Cái này sẽ dán ở bên hông. Đúng không đây? À, dán lên đấy à? Cái này dán ở bên hông này. Rồi, còn nốt một cái nữa thôi. Càng dán nút ở bên hông này đi. Đây lại còn có cả mấy đôi dép hình bãi biển này. Dép này, kính này, bóng chuyền và sao biển. Cái này mình sẽ dán ở đâu? Tớ nghĩ là sẽ dán ở phía trước này đấy. Đúng không? Phía trước á? Ôi, cái này nó không có mẫu hả cậu? Không có. Dán này chúng mình sẽ tự sáng tạo à? Phía trước không có biển số à? Không, phía trước không có biển số. Cái đấy dán ở cờ. Đây, cái nhỏ nhỏ đấy phải dán lên cờ. Đấy, cờ ông mặt trời. Còn cái này chắc là sẽ dán lên đây đấy. Vừa khít luôn. Trời, trông cũng được phết đấy chứ. Wow, hai chiếc xe mini. Quá là ngầu luôn. Mà trong các cái chiếc xe này còn có cả kẹo nữa. Thế còn cái hộp của em Cam cũng là cái hộp xe à? Hay là hộp gì vậy? Của em Cam là hình nhà cơ. Đâu? Cam thử bóc ra đi. Từ đây anh giúp. Trời này. À, hình như là của em Cam để dạy như nhà cho búp bê ấy. Cái mái nhà này. Vâng, của em Cam cũng có một túi kẹo. Hết rồi. Cái tờ này là tờ gì? Em Cam quay ra đây xem nào. Đây cũng là tờ sticker, nhưng mà bây giờ mình phải lắp ghép xong đã. À, sticker để gắn vào nhà đúng không? Đây là hình dạng của ngôi nhà này, 1, 2, 3, 4 này và các bước lắp ghép. Nhà này còn có cả ống khói kìa. Có cả bồn tắm này. Wow. Bồn cầu này. Tớ bắt đầu thấy thích thú với những hộp đồ này rồi đấy. Vừa có đồ chơi chơi, lại vừa có kẹo ăn luôn. Bây giờ bọn mình sẽ gỡ những cái này ra và bắt đầu lắp ghép nhá. Here we go. Đầu tiên mình sẽ lắp cái thành nhà này trước này. Có hai cái cửa sổ hai bên. Đây là cái mái nhà mình sẽ phải lắp ở bên trên này. Mái ngói đấy. Mái ngói bên trên có một cái ống khói. Nhà này có cột không nhỉ? Có cột chứ. Bây giờ cái này sẽ phải lắp ở đây này. Thêm một bên này nữa. Cắt vào đây. Sau đó rồi lắp cái này thật chặt vào đây này. Đấy. Ủa, lắp cái này rồi. Bây giờ phải lắp nốt bên này đã. Để tớ lắp bên này đã thì nó mới không dụng được. Cố định hai bên, sau đó chúng mình sẽ lắp phía trước. Đây. Đúng rồi. À, cài cái này vào đây thì nó mới chắc được này. Nó mới không bị lung lay này. Sau đó mình mới nhét cái này vào đây. Bạn nào mà thích lắp ghép, chúng mình có thể mua cái hộp này về lắp ghép. Vừa lắp ghép vừa chơi lại vừa ăn được luôn. Một bên giữ này, bên này cũng giữ vào đây này. Ok. Thế là đã xong cái mái nhà đấy. Đấy. Trông cũng đẹp và ra gì đấy. Đây là một còn cái gì nữa? Cái đây, cửa. Cái cửa này. Cửa này mình sẽ lắp vào đây. Đấy, cửa có thể mở ra và mở vào được này. À, thế còn bên trong nhà thì chúng mình sẽ có một chiếc bồn tắm. Đây là bồn tắm à? Đây là gương trang điểm này. Gương trang điểm sẽ để ở đây nhá. Đây là bàn trang điểm. À, bàn trang điểm. Cả bàn cả gương liền với nhau đó. Đấy. Tiếp đó chúng mình sẽ có. Đây, bồn tắm thì phải có vòi hoa sen. Mình sẽ lắp cái vòi hoa sen vào đây. Vòi hoa sen à? Đây. Xinh luôn. Đầu này mới có hoa sen này. Đẹp ghê. Mình sẽ để ở đây. Cái này em Cam biết là cái gì không? Em không biết. Không biết à, đây là cái bồn cầu đấy. Đây, sẽ lắp như này này. À, còn cái này nữa. Đây chính là cái gọi là cái nắp bồn cầu. Yeah. Được rồi. Mở lên, mở xuống được luôn. Còn cái này là cái gì ấy nhỉ? Cái này là dạng như tivi phải không cậu? À không phải. À, đây là cuộn giấy vệ sinh. À, thế thì chúng mình sẽ phải để cạnh cái bồn cầu. Không phải. Đây, mình sẽ để như này này. Sau đó rồi lắp cái này vào đây. Ốp vào tường như thế này. Đấy, mình ngồi đây mình vệ sinh. Thế còn cái bàn trang điểm sẽ để ở bên này. Còn cái bồn tắm đây mình sẽ để ở giữa như thế này. Đúng không? Đẹp chưa? Ai tắm nè? Ngồi cạnh vệ sinh thế này bất vệ sinh lắm cậu ơi. Chúng mình sẽ thay đổi vị trí của bồn tắm sang bên này. Cái gương sẽ ở giữa này. Gương ở giữa à? Đây, ok. Yeah, thế là được một cái ngôi nhà khá là đẹp rồi đấy các cậu ơi. Vẫn còn rất nhiều sticker nữa đây này. Thế thì em Cam đưa đây. Để chị cùng em Cam sẽ dán để trang trí ngôi nhà này nốt nhá.
Đâu nào, đâu nào. Cái đấy dán vào đâu? Đưa chị xem nào. Có hai ô cửa sổ này. Ô cửa sổ thì dán vào cửa sổ. Cậu làm ngược rồi. Cậu biết vì sao cậu làm ngược không Nhím ơi? Sao? Chúng mình sẽ phải dán sticker trước khi lắp ghép cái ngôi nhà này. Nếu không bây giờ phải bỏ hết đồ nội thất ra. Xong dán vào đây. À, thì ra là vậy. Còn nếu như mà lắp ghép như này xong rồi dán thì sẽ rất là khó đấy. Cần phải có đôi bàn tay khéo léo như chị mới có thể làm được. Rồi em Cam để đấy để chị lắp ghép cho nha. Cái này là cái gì? Sao to thế này? Cái này mét zoom hình như ở bên dưới nè. Mình sẽ dán ở bên dưới. Đúng không? Dán ở đây đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Ồ, thế thì nó có cả vị trí luôn đấy. À, vị trí của đồ đạc ở đấy luôn đúng không? Đó, chúng mình sẽ dán vào đây. Còn cái gì nữa em Cam ơi? Còn một cái ô cửa sổ nữa. Đây, ô cửa sổ này chúng mình sẽ dán vào đây. Dán vào đây nhá. Đó. Các cậu nhìn thấy không? Vừa duyên luôn nè. Còn nữa không? Cái này là cái gì ấy nhỉ? Hay là dán vào cái gương? À, không phải cái gương. Cái này chính là xà bông và nước tắm đó. Chúng mình sẽ dán xuống dưới đây. Cái bồn này, đó. Bồn tắm này này. Đấy. Sẽ có nước và xà phòng. Con vịt này sẽ ở đâu nhỉ? Con vịt đấy á. Con vịt này sẽ ở đâu? Có bạn nhỏ nào biết không? Mình sẽ dán ở vị trí nào nhỉ? Đồ chơi ở nhà tắm. À, đồ chơi ở nhà tắm á. Con vịt này sẽ dán vào cái đây. Đây, có cái chỗ này này chính là cái chỗ để đựng cái cuộn giấy vệ sinh ý. Còn cái ô này chúng mình sẽ dán ở đâu em Cam biết không? Em Cam biết dán ở đâu không? Đây này. Dán vào cái cánh cửa cái kia. Đây, dán vào cánh cửa này. Đấy, cánh cửa với rất nhiều ô cửa kính. Rồi, xong rồi gài cửa vào đây. Đó. Chỗ này sẽ là chỗ để bồn tắm đúng không? Đây, bồn tắm thì sẽ có sữa tắm các thứ để ở trên này này. À, đúng rồi, đúng rồi. Đấy, thế còn cái bồn vệ sinh chúng mình sẽ để ở đâu nhỉ? Có phải ở đây không? Thế là chúng mình đã lắp ghép xong ngôi nhà này rồi. Bedroom chính là phòng tắm đấy. Vậy là từ hai chiếc hộp này, chúng mình đã làm ra được rất nhiều những mô hình ngộ nghĩnh và đáng yêu luôn. Công nhận đấy, tớ thấy ở đấy còn mấy cái món đồ kiểu như là mình có thể lắp ghép thành mấy đồ sáng tạo đúng không? Ừ. Chiếc xe ô tô này còn có thể đi được luôn nhá, nhìn này. Bây giờ mình sẽ bỏ tiếp tục. Bỏ mấy cái linh kiện màu sắc này vào bồn tắm này. Ôi. Trông như kiểu là xà bông tắm ấy. Bỏ như thế này nếu mày ướt kẹo thì làm thế nào? Làm sao mà ướt được? Cho cả mấy cái viên kẹo lên cái xe này nữa này. Hai chiếc xe này đang chở rất là nhiều kẹo ngọt. Chúng mình sẽ đưa hai chiếc xe này đến cho các bạn nhỏ nhá. Rồi.